Vâng, xin chào đến tất cả các bác. Và trước mặt mọi người đây đó chính là bộ sản phẩm của anh Lơ ở Sài Gòn. Và em sẽ quay sâu và đánh giá chi tiết cái bộ sản phẩm này cho tất cả các bác cùng xem và cùng thưởng thức cái bộ sản phẩm này nhá các bác. Và em đi sâu này, đây là hàng 12 món, gồm có một đoạn 4 ghế, hai đôn kẹp hai đoạn, hai đôn kẹp giữa hai cái ghế và hai đôn thấp. Đây, sản phẩm em mới hoàn thiện xong, hàng kỹ càng cực kỳ là đẹp. Cực kỳ là bắt mắt, sang trọng và đẳng cấp và quý phái các bác nhá. Hoàn thiện 100% là bằng te thủ công. Đấy. Qua là 5 lượt lót và 1 lượt BM chống xước các bác ạ. Nhìn hàng rất căng, căng bóng luôn, em đang để ngoài trời đây. Đấy, hàng nét căng luôn các bác nhá. Hàng cực kỳ là dày dặn, xưởng em tuyển chọn này. Dày dặn. Hàng ván 2 khuôn 4. Đấy, ván 2 khuôn 4 cổ chỉ 3 tầng. Cực kỳ là đẹp luôn. Hàng sang trọng, đẳng cấp và quý phái các bác nhé. Hiện tại thì em đang quay ở buổi chiều, thế nên là ánh sáng nó không được sáng, thế nên là nhiều những cái phần đang tối nhá. Trời sắp tối rồi. Nhưng mà mọi người nhìn thực tế thì nó đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Đây là chiếc đoàn này. Và sản phẩm nhà em đục thì là đục hai mặt các bác nhá. Đục hai mặt. Đấy. Đục hai mặt. Quá đẹp, quá tinh tế luôn. Đây là cái mẫu rồng địch, một trong những cái mẫu mà em nói thật sự là không bao giờ lỗi mốt các bác nhé. Mẫu cao cấp nhất tại thời điểm bây giờ. Đấy. Đây là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn. Và bộ này em nói thật sự là rất dày, rất nặng. Đấy, em phải kéo bằng xe đây. Kéo bằng xe thì mới có thể kéo được, chứ bê bằng te thì ít ra phải tầm độ 6 người. 6 người mới bê được một cái ghế đơn thôi nhá các bác nhé. Rất lặng, rất dày, cực VIP luôn. Quá đẹp, quá tinh xảo luôn. Và cái bên đó chính là chiếc bàn. Đây là chiếc bàn, mặt bàn nhà em đục là mặt bàn tứ linh các bác nha. Mặt bàn đục tứ linh. Rất đẹp, rất quý phái. Cái bộ sản phẩm này thì em nói thật sự là không chê vào đâu được các bác ạ. Không thể chê được. Nó quá đẹp, những cái tinh túy nhất, những cái đẳng cấp nhất thì đều trang bị vào cái bộ sản phẩm này các bác ạ. Và dòng gỗ là gỗ hương đá cao cấp các bác nhá. Hương đá cao cấp. Cây tuyển chọn lọc lõi này, vân này. Các bác nhìn những cái đường vân như này, để cho ra được thì cây gỗ phải cực kỳ là già. Nó phải ra đến như thế nào thì mới cho ra được những cái đường vân như thế này. Đấy, đây. Quá đẹp các bác ạ, quá đẹp. Hoàn thiện. Căng bóng luôn, sờ cực kỳ là mát tay. Và em sẽ quay xa tổng thể cái bộ sản phẩm này để kết thúc video tại đây. Đấy. Và em xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.